Con đường thành công xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với ưu thế về thời gian, độ an toàn và các điều kiện đảm bảo hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh cho các doanh nghiệp tư nhân đảm trách ngày càng chứng tỏ ưu thế. Bên cạnh đó thì sự bùng phát của thương mại điện tử cũng làm phình to chiếc bánh chuyển phát nhanh, kéo theo mức độ đầu tư vào lĩnh vực này ngày càng tăng trưởng mạnh. Hiện đại hóa phương thức hoạt động, nâng cấp dịch vụ, liên tục đổi mới đang là nhiệm vụ sống còn để các doanh nghiệp chuyển phát tiếp tục tồn tại và phát triển khi sự cạnh tranh đang trở nên khốc liệt hơn. Năm 2020, thị trường này thậm chí còn được dự đoán khốc liệt hơn nữa, cụ thể là trên mảnh đất thương mại điện tử. Lĩnh vực chuyển phát năm 2020 có thể sẽ chứng kiến cuộc giành giật đơn hàng từ bán hàng trực tuyến của hàng loạt tân binh nội ngoại với sự đầu tư mạnh mẽ cả về tài chính, công nghệ để đối đầu với những ông lớn đã định vị tên tuổi lâu năm trên thị trường. Liệu rằng đây có còn là mảnh đất lớn cho các nhà đầu tư hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay của Con đường thành công. Cuộc đua giành thị phần. Mỗi ngày trên tuyến đường Bắc Nam, đoàn tàu với hành trình 40 giờ mang trên mình 20 container chuyên dụng chở hàng của Vietnam Post. Bên cạnh đó, Vietnam Post còn sử dụng hàng ngàn phương tiện vận tải chuyên dụng đường bay truyền tải. Ngoài ra thì trong năm qua, Vietnam Post đã triển khai thực hiện nhiều dịch vụ phi bưu chính, đạt kết quả cao như xử lý 14 triệu lượt hồ sơ của các cá nhân, doanh nghiệp qua dịch vụ công, chi lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội qua thẻ, triển khai sàn giao dịch vận tải qua Smart Lock. Những hoạt động dịch vụ nói trên đã mang về cho Vietnam Post tổng doanh thu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 22%, tổng lợi nhuận tăng trên 20% so với năm 2018. Một tên tuổi lớn khác trên thị trường vận chuyển chuyển phát hiện nay là Viettel Post cũng có bước phát triển vượt bậc bằng việc ra mắt ứng dụng gọi xe MyGo và sàn thương mại điện tử Vò Giò, hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch từ một công ty bưu chính chuyển phát thành công ty công nghệ trong ngành bưu chính. Vỏ sò và MyGo được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho xương sống chuyển phát của Viettel Post thông qua việc gia tăng số lượng đơn hàng, rút ngắn thời gian giao hàng nội thành, giành giật thị trường chuyển hàng trong ngành thương mại điện tử. Ước tính năm 2019 thì Viettel Post cán mốc doanh thu khoảng 6.723 tỷ đồng, tăng 36,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng trưởng 36%. Ông kệ thứ ba đó chính là IMS cũng kết thúc năm 2019 khá ấn tượng, để lại dấu ấn bằng dịch vụ siêu tốc nội thành 2 giờ trên cơ sở hợp tác với Lalamo, giúp cho IMS đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về tốc độ và chất lượng. Năm 2019, thì tổng doanh thu dịch vụ của IMS đã đạt được 3.432 tỷ đồng, tăng 19%, lợi nhuận ước đạt là 66,5 tỷ đồng. Đây là những con số thể hiện nỗ lực của đơn vị trong bối cảnh cạnh tranh của lĩnh vực chuyển phát ngày càng khốc liệt. Hàng loạt công ty đa quốc gia, start-up chuyển phát công nghệ chấp nhận lỗ để giành thị phần. Bà Hà Thị Hòa, Tổng Giám đốc của IMS đánh giá. Năm 2019, IMS đặc biệt coi trọng đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics. Thông qua việc tập trung đầu tư nhân lực, hạ tầng công nghệ, triển khai quy trình cung cấp dịch vụ Last Mile Logistics và Forwarder, hiện hệ thống kho hàng của IMS tại các thành phố lớn đang được khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kho bãi của các khách hàng lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử. Không chỉ phục vụ dịch vụ hậu cần thương mại điện tử, IMS còn trực tiếp tham gia vào lĩnh vực này thông qua việc tiếp nhận và vận hành sàn thương mại điện tử Postmark.Vietnam. Nhìn lại năm 2019, thị trường đã chứng kiến cuộc chạy đua đầy gay cấn của hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát. Đại diện vụ bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông bình luận, miếng bánh ngon, bưu chính đang được chia sẻ cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp bưu chính truyền thống, các doanh nghiệp vận tải logistics và startup cũng đã vươn lên mạnh mẽ. Thị trường không chỉ có doanh nghiệp Việt mà còn có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp chuyển phát toàn cầu, cung ứng dịch vụ xuyên biên giới. Bức tranh thị trường bưu chính ngày một sinh động, mỗi doanh nghiệp đều phải nỗ lực để tồn tại và phát triển. Chưa khi nào thị trường bưu chính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp chuyển phát tư nhân giảm giá bằng mọi hình thức, chỉ lựa chọn phục vụ giao hàng tại các thành phố lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang đầu tư mạnh vào phát triển lĩnh vực chuyển phát, logistics. Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc của Vietnam Post cho biết. Xoay chuyển chiến lược. Một điểm rất dễ thấy trong bức tranh toàn cảnh thị trường bưu chính năm 2019 là doanh thu, lợi nhuận từ dịch vụ bưu chính truyền thông ngày càng thấp. Trong khi đó, tỷ lệ đơn hàng và doanh thu từ chuyển giao mua bán trực tuyến tăng lên mạnh mẽ.
Bên cạnh dịch vụ bưu chính truyền thống thì các doanh nghiệp bưu chính đã từng bước phát triển mở rộng hệ sinh thái, đa dạng dịch vụ, phân khúc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra các nguồn thu mới. Theo báo cáo Nền Kinh tế số Đông Nam Á năm 2019 được Google, T-Mart cùng với Bain & Company công bố mới đây, thương mại điện tử của khu vực đã đạt tới 38 tỷ đô la Mỹ, trở thành lĩnh vực lớn nhất trong năm 2019, tăng 7 lần so với năm 2015, trung bình đạt hơn 5 triệu đơn hàng mỗi ngày. Lĩnh vực này đang trên đà chạm mốc 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Còn theo sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2019, toàn ngành thương mại điện tử B2C Việt Nam bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ đạt mức 8,06 tỷ đô la Mỹ. Những con số thống kê này cho thấy các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát có thị trường rất lớn từ thương mại điện tử. Vì vậy, năm 2020 và những năm tiếp theo, cạnh tranh giành đơn hàng chuyển phát từ thương mại điện tử sẽ tiếp tục rực đỏ. Thực tế cho thấy lĩnh vực bưu chính đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu dịch vụ mạnh mẽ theo hướng gia tăng sản lượng, giá trị các dịch vụ chuyển phát kiện, gói hàng hóa trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Theo dự báo, thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng đạt trên 30%. Nắm bắt xu hướng này, Vietnam Post đã nhanh chóng thay đổi phương thức kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, đổi mới tổ chức sản xuất, đặc biệt là có những giải pháp an toàn diện dành riêng cho dịch vụ hậu cần logistics và thương mại điện tử. Ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post cho biết, chúng tôi tổ chức những trung tâm logistics đồng bộ theo các trục khu công nghiệp lớn như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ. Ngoài ra thì Vietnam Post cũng gia tăng các nền tảng phục vụ cho logistics, thương mại điện tử như là cung cấp các nền tảng cho khách hàng thương mại điện tử thuê, các dịch vụ về lưu kho, quản lý đơn hàng cũng như đóng gói và chuyển phát. Trong thương mại điện tử, chúng tôi cũng đã nỗ lực tối ưu các quy trình luân chuyển hàng hóa logistics để giúp hàng hóa đến tay khách hàng nhanh hơn. Trong khi đó, định hướng của IMS là tiếp tục phát triển dịch vụ theo 3 trụ cột chính, bưu chính chuyển phát, thương mại điện tử và logistics. IMS sẽ lấy công nghệ làm then chốt để kiến tạo nền tảng kinh doanh, triển khai các giải pháp công nghệ mới dành cho khách hàng, hoàn thiện các hệ thống lõi dành cho sản xuất nhằm tự động hóa, thông minh hóa. Bà Chu Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị IMS chia sẻ. Hàng loạt tân binh tham chiến. Ngoài những ông lớn đã dày dặn kinh nghiệm thị trường bưu chính, chuyển phát năm 2020 sẽ đón nhận những gương mặt mới. Mới đây thì B Group tuyên bố nhảy vào lĩnh vực giao nhận khi vận hành thêm hai dịch vụ giao hàng là B Express và B Delivery, phục vụ các doanh nghiệp thương mại điện tử. Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ chiếm 30% thị phần giao nhận nội địa. Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc của B Group tự tin nói. Không đứng ngoài cuộc chơi thì FPT Retail đã công bố dấn thân vào bưu chính, chuyển phát nhằm tận dụng các nguồn lực sẵn có từ mạng lưới hơn 540 cửa hàng khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng với nguồn nhân lực lớn. Về các đối thủ ngoại thì JD Express của Malaysia vừa qua cũng đã công bố rót gần 3,3 triệu đô la Mỹ để sở hữu 50% công ty chuyển phát nhanh nội bài Netco nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Một doanh nghiệp vận tải công nghệ khác đến từ Trung Quốc là Best Energy vào giữa tháng 10 năm 2019 cũng chính thức công bố ra mắt thị trường Việt Nam với dịch vụ nhượng quyền bưu cục nhằm tận dụng nguồn lực địa phương và nền tảng công nghệ của công ty mẹ để phát triển mạng lưới. Best Energy.Việt Nam có 7 trung tâm khai thác, hơn 100 bưu cục và dự kiến sẽ nhanh chóng phát triển lên đến con số 300. Mục tiêu trong 2 năm đầu hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp này sẽ thiết lập độ phủ toàn quốc cho mạng lưới chuyển phát nhanh với công suất chuyển phát là 150.000 bưu kiện mỗi ngày và trong vòng 3 năm sẽ tăng công suất lên gấp đôi. Cùng với đó, sự đầu tư tài chính công nghệ để mở rộng mạng lưới, lôi kéo người dùng của những doanh nghiệp chuyển phát có ứng dụng công nghệ như là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, super ship cùng với sự hiện diện của hàng loạt công ty đa quốc gia như là JHL Ecomotion hay Grab Express, Lazada Express là những tín hiệu châm ngòi cho một cuộc chiến khốc liệt trên thị trường chuyển phát trực tuyến trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường kinh doanh nhượng quyền buộc các nhà đầu tư phải săn lùng lĩnh vực khác mang tính tầm nhìn hơn, nhanh và xa hơn. Theo dự đoán thì lĩnh vực tiềm năng mới đó chính là chuyển phát nhanh.
Công nghệ ngày càng phát triển, giúp thư tín hay là tài liệu dễ dàng được số hóa để chuyển đi nhanh chóng. Tuy nhiên, hàng hóa và vật phẩm luôn cần đến sự vận chuyển linh hoạt của con người. Điều này lý giải cho sự ra đời của nhiều doanh nghiệp chuyển phát nhanh thời gian qua. Thế nhưng, làm sao để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nhiều cạnh tranh này là một câu hỏi chưa có lời giải chính xác. Nhiều thấy hay nhưng chưa có thuốc tốt. Ngoài các doanh nghiệp truyền thống, thị trường chuyển phát nhanh đang có sự tham gia của nhiều công ty khởi nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia. Cùng với đó là rất nhiều đơn vị chuyển phát nhanh tự phát hay nhà xe nhận chuyển phát đường dài. Việc một số doanh nghiệp chuyển phát nhỏ liên tục giảm cước để tăng doanh số cũng mở ra một cuộc đua khốc liệt về giá. Không những không có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh mà còn khiến cho ngành này trở nên thiếu kiểm soát, chất lượng giảm sút và không đồng đều. Đa số các đơn vị vận chuyển này đều đang gặp phải nhiều vấn đề trong vận hành như quy trình quản lý đơn hàng lòng lẻo, bộ phận kho bãi làm việc chưa thực sự hiệu quả, chính sách chăm sóc khách hàng hay giải quyết khiếu nại, góp ý vẫn còn qua loa. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho công nghệ của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh vẫn chưa tương xứng với đòi hỏi của thị trường do nguồn lực hạn chế. Hàng loạt thách thức khách quan như là giá nhiên liệu cao, hạ tầng giao thông còn nhiều yếu kém, tình trạng tắc đường hay thời tiết khắc nghiệt ở một số nơi cũng khiến cho việc giao hàng nhanh đúng hẹn của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Các startup chuyển phát nhanh cần tỉnh táo. Các doanh nghiệp truyền thống có độ phủ rộng, cơ sở hạ tầng tốt, nhiều kinh nghiệm và am hiểu văn hóa bản địa nhưng lại thiếu cải tiến về quy trình cũng như là cập nhật về xu thế tiêu dùng. Trong khi đó, các start-up hay doanh nghiệp tư nhân tương đối am hiểu về công nghệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm, nhân sự mỏng hoặc thiếu vốn đầu tư. Sự ra đời của mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát dường như là xu thế tất yếu và giải quyết những khó khăn tồn đọng của ngành chuyển phát trong suốt thời gian qua. Thay vì vừa phải quản lý hệ thống đơn hàng đồ sộ, vừa xây dựng và giám sát đội ngũ nhân viên giao hàng, các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện những chức năng vận tải. Hình thức chuyển nhượng mới mẻ này chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam với một tân binh trong ngành chuyển phát nhanh, đó chính là Best Inc. Việt Nam. Đây là công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ra đời ở Mỹ năm 2007 thuộc tập đoàn Best Inc. Thương hiệu này lên sàn chứng khoán New York vào năm 2017 và hiện đã có mặt tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Best Inc. đã chính thức bước vào Việt Nam, một thị trường đầy tiềm năng dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu từ nửa cuối năm 2019, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư kinh doanh bưu cục nhượng quyền lớn mạnh nhất tại nước ta. Best Inc.Việt Nam đã đầu tư vào VNC, thương hiệu giao hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Capital Việt Nam, với kỳ vọng tận dụng hiệu quả độ phủ thị trường sẵn có từ doanh nghiệp, kế thừa lại những kinh nghiệm kinh doanh đã có và đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp với tình hình Việt Nam hiện tại. Thời gian tới thì thương hiệu này sẽ tổ chức một hội thảo về khai phá tiềm năng chuyển phát nhanh tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều câu chuyện, bài học và mở ra những cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Ngoài ra thì Best Inc.Việt Nam còn cam kết về khả năng sinh lời cao, thời gian thu hồi vốn nhanh chóng từ 6 đến 12 tháng đối với những doanh nghiệp muốn start up kinh doanh chuyển phát nhanh. Có thể nói rằng đây chính là cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư nhạy bén và mong muốn phát triển mạnh mẽ, bền vững trong ngành chuyển phát nhanh, kinh doanh bưu cục nhượng quyền ngay tại một thị trường đầy tiềm năng. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 năm trước đây thì rất khó có thể tưởng tượng ra việc chúng ta có thể ngồi tại nhà hay là công sở, đặt mua một món hàng và đợi chúng được chuyển tới sau vài ngày làm việc. Giờ đây thì việc mua sắm trực tuyến không chỉ trở nên phổ biến mà đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người. Với hơn 900 triệu dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng, Việt Nam hiện nay đang là mảnh đất màu mỡ để dịch vụ chuyển phát nhanh tăng trưởng mạnh. Đặc biệt là vào cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập. Khu vực ASEAN đã trở thành một khối thống nhất. Đây cũng chính là lý do mà các hãng chuyển phát nhanh trên thế giới có những chiến lược mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.